có thế rồi đó là đi đi hết rồi bố ở nhà đây đúng không bố đi nương á em ơi đi học đi cô giáo la ra học lớp sáu các bạn đi học vui như thế thì mình ở nhà lấy quần áo đi cô giáo trở ra đây này thầy giáo ở dưới là màu mặt đẹp quý tiểu đấy giờ màu một bảo cháu học đi bảo cháu này đi học đi không đi là cô giáo bảo là họ cắt chế độ nha cắt chế độ giữ lại đấy nó cứ kiếm được đâu mà đi học thì được nhiều được tiền này được ăn này được học này được vui chơi nhá quần áo cũng nhiều đó bảo quê đi học biết chữ về mới giúp mình được chữ đúng không xuống học với cô giáo vào trong cho quần áo đẹp mặc nhé dép này quần áo đẹp này này có dép đâu áo cũng mặc một cái lắm ơi rồi con tôi lên pì ở trường đó nhờ lại kèm đá chơi rồi chắc chọn người ta là chơi đi xuống lên lên cho chia lo lên lên cho chia lo quỳ nhỏ nó nhỏ nó nhỏ đi đó là quỳ không bao nhiêu mình làm của luôn sao là thế bà bắt ở đấy không em hỏi là tên là gì để chị có biết tìm không không biết tên không tìm được đâu hỏi tên là gì hỏi nó có phải là Lý Xá không cái cầm cầm trên nó đi mua kẹo bảo cầm tiền thôi ra chứ không kẹo đi học đi cho cháu đi với đi xuống đi áo đi xong nào ngồi xe có giá không? Nó cứ là cái này phẩm như thế, nó xuống nhìn nó cứ như nó khỏe à.